cơm tới rồi. Nam Trân lại xin kính chào tất cả các quý vị đến với góc bếp thương thương của Nam Trân ngày hôm nay. Nam Trân xin giới thiệu đến tất cả quý vị món sườn ram. Thì sườn ram thì có nhiều cách để ram lắm, nhưng mà cái cách của Nam Trân ram á, thì nó sẽ ra rất cái màu rất là đẹp. Sườn á, trước ở bên đây mình không biết là sườn người ta bỏ đông lạnh, người ta xả đá như thế nào, nhưng mà Nam Trân luôn luôn về rửa với muối và giấm, rửa sạch xong xả lại một lần nữa. Thì các bạn có thể thấy là cái màu thịt bây giờ hiện tại nó hơi tái chút xíu, nhưng mà nó rất là sạch, và khi mình làm á, thịt nó sẽ thơm mà không có hôi nữa. Thì khi sườn rửa sạch như vậy, Nam Trân bắt đầu cắt khúc nha. Mình bắt đầu cắt khúc, mình cắt theo cái sớ xương thì thôi, miếng sườn, và mình cắt hết cái khoảng này. Khoảng này, thịt này đó thì Nam Trân nói họ cân cho 2 pound, nhưng mà cuối cùng nó thành là 2.5 pound. Lúc nào ở chợ họ cũng cân nhiều hơn cho mình hay sao đó không biết nữa. Thì cái dung lượng của cái gia vị của mình á, nó thay đổi tùy theo mỗi cái lượng thịt khi mà mình mua. Nhiều khi mình mua mình không mua được cái chính xác bao nhiêu pound như là ưng ý. Thì tùy theo mình là người Nam, người Trung, người Bắc, mỗi miền thì mình ăn cái ngọt lạc nó khác nhau. Thì mình cứ theo cái gia vị, Nam Trân sẽ theo cái gia vị chung để làm. Sau khi đó mọi người có thể thêm bớt trong cái quá trình mình nấu, mình có thể nêm thì mình sẽ biết được là cái nào nó hợp miệng mình nhất. Nhưng mà có những cái giống như là làm sao làm cho cái màu thịt nó đẹp, miếng thịt nó mềm và vẫn săn như thường đó. Sau khi cắt hết, thì cái món sườn ram này gồm có hành hương, tiêu, muối, đường và nước mắm là những thứ mà mình cần có. Thì đường á, khoảng chừng 4 tablespoon cho khoảng chừng 2 pound sườn. Hoặc là khi mình kho thịt kho cũng vậy, cái lượng nó khoảng chừng như vậy. Nước mắm á, thì khoảng chừng 3 tablespoon, và chút xíu muối tùy theo. Nếu mà mình không muốn nêm nhiều nước mắm quá thì mình có thể thêm muối, nhưng mà thường thường á, thì Nam Trân kho thịt, Nam Trân không có kho muối. Muối thì lúc nào mình cũng có sẵn trong cái kitchen của mình hết. Thì bây giờ 1-2 pound sườn như vậy á, thì Nam Trân cho một cái củ hành hương lớn như vậy. Không biết hành hương bên Mỹ họ luôn luôn, Nam Trân có một cái rổ rác của mình rất là tiện lợi, không có phải quay tới quay lui. Nhiều khi mình quay tới nó rớt đồ dưới bếp á, nó dơ lắm, nên lúc nào Nam Trân cũng có một cái thùng rác xinh xinh. Kêu cái thùng rác thiệt ra chứ là cái tô thôi, bất cứ một cái tô gì mình cũng có thể mình dùng. Hành hương thì mình lột bỏ ra ha. Củ hành hương này nó hơi lớn quá, thì chắc Nam Trân chưa dùng không hết đâu. Thì khoảng chừng 2 củ hành hương lớn như thế này. Thì bây giờ mình có thể mình cắt lớn ra như vậy, xong mình dập nó xuống. Nhưng mà Nam Trân cứ cắt vậy cho nó tiện, cắt khoanh như vậy thôi. Tí nữa mình vô mình tao với lửa nóng đó thì nó cũng nhừ ra, mà nó cũng sẽ rất là thơm. Nha, bây giờ Nam Trân sẽ mở bếp và bắt đầu làm. Cái lý do làm sao mà cái thịt nó đẹp đều do nước màu, kho cá cũng vậy. Cái nước màu nó rất là quan trọng. Cái miếng thịt mình nhìn hấp dẫn muốn ăn hay không á, là do cái mình xem nước màu. Thì mình mở bếp ra, khi bắt chảo lên mình để
thiệt là lớn, lửa lớn chút xíu ha. Thì vì đến xong Nam Trân sẽ cho một chút xíu dầu vào. Chảo để cho nóng, nóng thật nóng. Xong khi đó Nam cho đường vào với trong cái dầu đó để lấy cái nước màu. Cái này là mình đừng có đi đâu hết nha, mình chuẩn bị thịt hành muối nước mắm xong xuôi hết rồi là mình ôm cái chảo thôi, tại vì mình không có muốn bỏ đi, tại vì khi nhiều khi cái chảo mà nóng quá mình bỏ đường vô mình bỏ đi nước màu nó sẽ bị khét, nó đắng mà cái màu nó ra quá đậm đi cũng không đẹp. Thường thường mà nếu các bạn mà không có liền nước màu á thì mình làm cách này, còn có thì lần sau Nam Trân sẽ chỉ cho các bạn biết thế nào, quý vị biết thế nào làm nước màu để mình có thể giữ được lâu, và mỗi lần mình nấu là mình chỉ cần đổ vào thôi, mình không cần phải đợi. Với cái đời sống mà mọi người phải đi làm xong rồi về nấu ăn này kia thì có những cái bước mà mình có thể làm trước, mình làm trước thì mình đỡ thì giờ lắm. Đây, bây giờ nước đường bắt đầu chuyển màu, và khi mà nó chuyển màu á thì nó rất là nhanh, nên mình phải đứng mình chịu khó mình canh. Và bây giờ bắt đầu nó đổi màu vàng xung quanh rồi nè, lúc này là mình phải canh đây. Okay, lúc này là phải cho lửa thấp xuống liền và thảy hết cái phần hành vô trong cho nó thiệt là thơm. Đó, quý vị có thể thấy cái màu nước màu nằm ở đây. Cho lửa nhỏ lại, xong mình cho cả cái phần sườn vào trong đó. Lúc này mình cho lửa nhỏ lại chút xíu nha. Trộn xong cái nước màu á, thấm thịt rồi, khi đó mình hãy mở lửa lớn lại, còn khi lửa lớn quá nó vẫn tiếp tục nó thấm cái nước màu ở dưới, cái đường ở dưới nó sẽ làm cái nước màu của mình đắng và cháy đó. Đó, bây giờ ta bắt đầu cho nước mắm vào. Và cho hết khoảng đường của mình vào. Cái món này rất là dễ nấu, rất là dễ ăn. Này mình có thể ăn với xôi, mình có thể ăn với cơm, cơm nguội. Tuyệt vời lắm. Nhà Nam Trân thì thích ăn cái món sườn ram này với khi mà mình đổ trứng chiên đó. Hai món ăn chung với nhau rất là hợp. Bây giờ cái màu chưa có thấy nó đẹp đâu, tí nữa cái màu nước màu nó sẽ thấm vào. Kho sườn á, Nam Trân sẽ cho nó rút hai lần. Khi nào mình thấy miếng sườn của mình á, miếng thịt của mình á, nó rút lại và lòi hai đầu xương á, là đạt hiệu quả. Bây giờ mình cho lửa lớn lại. Nam Trân ước gì quý vị được ngửi cái mùi bây giờ. Nó thơm, rất là thơm, thơm nồng nàn. Quý vị đừng bỏ tiêu vào khi mà kho thịt á, kho cá cũng vậy, đừng bỏ tiêu vào lúc đầu. Đợi khi nào mà sắp xong chuẩn bị tắt bếp hãy bỏ tiêu vào, khi đó cái tiêu nó không làm đen thức ăn của mình,
mà nó sẽ làm thơm và giữ cái mùi thơm. Tại vì nếu mà mình bỏ quá sớm á, mùi tiêu bay đi hết, thức ăn của mình bị đen, mà cái mùi tiêu nó bị nấu nhiều quá sẽ bị mất cái vị, bị thơm đặc biệt của tiêu đi. Thế bây giờ với cái lửa như vậy, bây giờ mình cho nó sôi lên rồi ha. Nam Trân sẽ cho lửa xuống khoảng medium thôi và đậy nắp lại. Sau khi mình đậy nắp lại khoảng chừng 15 phút để cho nó rút xuống hết. Sườn á, là Nam Trân khi kho sườn á, Nam Trân kho không phải kho hai lần mà cho nó rút hết nước một lần. Sau khi đó cái nước mỡ của mình nó bắt đầu nó trong rồi, nó rút hết những cái nước đục rồi đó, thì mình bỏ một lần nước nữa. Thì cái lúc mà miếng sườn của mình ra, cái dĩa sườn của mình á, là nó có một cái lớp nước thịt trong, nước mỡ rất là đẹp, nó không có đục mà nó sền sệt lại. Nếu mà mình chịu khó mình đợi cho nó rút hết nước vào trong thịt, cái coi kho lần coi như là kho hai lần đó. Trong lúc Nam Trân đợi thịt nó rút nước á, thì Nam Trân lên lau bếp. Tại hồi nãy khi mà mình nhiều khi mình bỏ hành vô á, dầu nóng á, thì nó bắn chút xíu.